Mẹ cũng mẹ lại có thằng nào không? Bà đi ô không thằng đơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ah, bisa nolak
cái thằng của mày xem nha nó qua không đi mày này thằng này nó vui chứ thằng thằng làng bay cứ xin ra lấn lưng là mày chăng ai à vua vua nó thằng đi ngay ha để xuống bây giờ ờ giờ đến ai vua giờ đến chứ sao đi ăn gì mà phải ăn vào đi ăn này này á Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên đường. Ủa anh ok nha. Nhưng mà quan là gì? Nó hoa nó mang ngựa. Cái anh hoa nó ăn mà. Mà đi hoa nó ăn mà. Yeah.
cùi đứng thẳng đứng ngang sao đứng thẳng đứng một đứng lại ba cứ bảo bị chỉ thầm như vậy mà lại ông đứng dậy đứng lên chủ đứng thầm mà nhìn cái sao lại ông bị lại ăn này mà đi xin nhà được đừng có xin nhà ba hà xin nhà yêu đừng có xung đường ba hà tôi ngồi đi đừng có mà lấy má ra khử đừng đừng xung một đường đi xung một đường đi lại à vì sao như thế là cũng cứ xử thấy mà thằng đừng có thằng thằng ta đừng khai lang sao cũng cứ xử bà già cười xin cả sao bao xin cả nó ra đừng mình này mà ba xin chồng buồn nặng khác bị hình dung của nàng cứ nuôi là khi bị sao lại sao hình dung của nàng là người khác mà lại được ta cứ tiếp lấy lấy thì cứ mà ba hùng khánh thay lại hà là chẳng xin gì đâu lười khác mình ghét hùng thay lại thay như anh nhìn nó phơi nắng già phơi nắng à vì chỉ bay xa lý phơi khẽ à phơi khẽ à anh nó phơi nắng à bữa anh dễ bù ra thả lý bữa nắng này dễ bữa nắng này vì chỉ thay à bữa nắng này dễ bữa nắng này phải lấy phơi bù ra sợ với hay bữa nắng cũng thay được người dễ bữa nắng này nắng này bữa nắng với thằng sang thằng sang bữa nắng cũng là từ giờ là thằng sang bữa ơi anh không lên mua nào mua nào đây luôn mà hai anh nhìn cậu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.